Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube giới thiệu tác phẩm gỗ đẹp bên tượng gỗ đẹp Phúc Tấn. Và trong cái channel lần này thì tượng gỗ đẹp Phúc Tấn xin giới thiệu đến tất cả mọi người một tác phẩm bên em mới hoàn thiện xong, đó là một tác phẩm bình tùng bonsai mọi người nhá. Và cái bình tùng này là cái mẫu mới nhất của bên em mới hoàn thiện xong anh chị ơi. Đấy, một tác phẩm rất là đẹp. Và em xin giới thiệu qua về tác phẩm này anh chị nhá. Tác phẩm này bên em chế tác trên chất liệu gỗ lu kháo vàng, hàng này đục cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, theo một cái dáng thế cực kỳ là mới, mẫu mới của bên em. Và không để anh chị chờ lâu, em sẽ quay sát tác phẩm hơn để giới thiệu kỹ hơn đến anh chị nhá. Và trên màn hình anh chị đây là một cái bình tùng bonsai anh chị nhá. Đấy, được chế tác trên chất liệu gỗ lu kháo vàng, có chiều cao là 52 chị nhá, cao 52, chiều ngang là 66 và chiều sâu là 43. Đấy, cao 52 chị nhá, ngang là 66 và chiều sâu là 43, được chế tác trên chất liệu gỗ lu kháo vàng. Và cái phần tác phẩm này thì bên em có ghép anh chị nhá, bên em có ghép cái bình này và cái cây. Đấy, cái bình này bên em tiện liền khối này anh chị nhá, bình phú quý này là bên em tiện liền khối này anh chị này. Em sẽ giới thiệu đầu tiên là cái bình này anh chị này, anh chị nhìn thấy bình bên em nó đẹp không ạ, tiện rất là cân đối và rất là đẹp anh chị nhá. Đấy, những hoa lu thì chạt trên mặt bình này anh chị này, rất là đẹp luôn. Đấy, một quả bình phú quý hàng tiện liền của bên em anh chị nhá, liền 100% luôn đấy ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, và em sẽ giới thiệu đến chi tiết thứ hai, nó là cái cây tùng này anh chị ơi. Anh chị nhìn những cây tùng này, đấy, những cái tán tùng bên em đục thì cực kỳ là kênh bông và sắc nét anh chị nhá. Những cái tán tùng đục thì đục cực kỳ là dày tán luôn anh chị nhìn đấy ạ. Đấy, những cái tán lá rất là sum xê này, cực kỳ là dày tán anh chị nhá. Hàng thì đục rất là kênh bông, những cái khe kẽ anh chị nhìn đấy ạ, những khe kẽ này bên em moi móc rất là sạch sẽ, xử lý rất là sạch sẽ anh chị ơi, xử lý rất là sạch sẽ rồi. Đấy, những cái đường tay đua ra thì những cái mẫu mát này bên em đục khoét vào bên trong này, di sần lên nhìn rất là cổ thụ anh chị nhá, nhìn rất là cổ thụ luôn. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy, cái dáng thế cây này anh chị nhìn chưa, thế cây đây. Đấy, phần thân cây này bên em di sần này. Đấy, tạo mẫu mắt này anh chị nhìn đấy ạ, rất là cổ thụ anh chị nhá. Một gốc cây tùng rất là to và cổ thụ này anh chị nhìn này. Đấy, những cái mẫu mắt này cũng đẹp không ạ, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, cái mẫu mới nhất của bên em làm rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đây là phần phía dưới anh chị nhá, phần phía dưới của gốc cây đây. Đấy, phần này thì bên em ghép đây, phần này bên em ghép với bình đây. Đấy, anh chị nhìn rõ nhá. Đấy, rất là đẹp luôn này anh chị này, cực kỳ là đẹp luôn. Một cái gốc tùng rất là to, rất là di sần, rất là đẹp anh chị ơi, rất là đẹp luôn. Đấy, một cái bình phú quý này thì thu hút tài lộc anh chị nhá, lưu giữ tài lộc cho gia chủ đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Em sẽ quay một vòng để anh chị nhìn thấy mặt đằng sau anh chị nhá, em sẽ quay một vòng để anh chị có thể nhìn thấy mặt đằng sau đây. Đây anh chị ơi, đây là mặt đằng sau của tác phẩm nha anh chị nhá. Đấy, mặt đằng sau những đường vân này, những đường chun chớp của cái bình này rất là đẹp anh chị ơi. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn anh chị nhá, rất là đẹp luôn anh chị. Nhìn đằng sau này anh mới, chị có thể nhìn thấy cái thân cây tùng ở bên em đục nó mới đẹp này. Đấy, cái thân tùng rất là khủng anh chị nhá, rất là khủng luôn. Đấy, đằng sau này di sần lên, những lớp sần lên nhìn rất là đẹp anh chị nhá, cực kỳ là đẹp luôn đấy ạ. Đấy ạ, một tác phẩm bình tùng bonsai mẫu mới nhất của bên em anh chị nhá, mới hoàn thiện trưa sáng ngày hôm nay thôi. Đấy, em nên làm video giới thiệu đến tất cả anh chị. Như anh chị đã biết thì cái bình phú quý thì là một cái loại bình mà rất là ưa anh chị, rất là nhiều anh chị ưa dùng nhá anh chị nhá, rất là nhiều anh chị sưu tầm. Đấy, những cái bình phú quý này mang lại tài lộc, thu hút tài lộc, lưu trữ tài lộc gia chủ anh chị nhá. Còn cái cây tùng này thì nó thể hiện cho sự sức sống mãnh liệt anh chị ơi, một cái sức sống mãnh liệt, một cái biểu tượng cho một người chí nhân quân tử anh chị nhá. Đấy, một cái cây tùng bonsai này dáng thế cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, tác phẩm này bên em thì là, em nhắc lại một lần nữa là cao 52, chiều ngang là 66 và chiều sâu 43 anh chị nhá. Cái đường kính của cái bình phú quý này của em nó rơi tầm 40, hơn trên 40 anh chị nhá. Đấy, rất là to và đẹp, hàng được nghệ nhân anh chị nhá, hàng nghệ nhân đục anh chị ơi. Đấy, và em xin kết thúc cái video giới thiệu tác phẩm lần này tại đây. Anh chị nào mà quan tâm đến tác phẩm này thì hãy để lại một lời comment anh chị nhé, để lại một lời comment thì bên em sẽ có thể tư vấn cụ thể hơn cho anh chị, được không ạ? Tư vấn một cách cụ thể hơn cho anh chị, hoặc là anh chị có thể liên hệ trực tiếp được không anh chị ơi? Đấy, anh chị cần comment thôi là bên em sẽ chủ động liên hệ với anh chị, gửi hình ảnh chi tiết cụ thể hơn và tư vấn cho anh chị một cách rõ ràng hơn để anh chị có thể cân đối anh chị nhá. Và em xin kết thúc cái video tại đây.
Xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Cảm ơn rất anh chị rất là nhiều đã quan tâm và theo dõi video này anh chị nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.